Ba Sài Gòn Dancer. Hôm nay là 24 tháng 12, như mọi năm thì năm nay mình vẫn chạy show rất là tấp nập nha mọi người. Hiện tại mình đang đứng ở số 8 Đồng Khởi, khách sạn Rose. Bây giờ cái địa điểm đầu tiên mình sẽ coi các bạn dancer diễn là bạn dancer của nước ngoài đến từ Russian. Bây giờ theo Tiên Lan để coi cái địa điểm đầu tiên mọi người sẽ diễn là chương trình gì nha. Và đây là phòng chờ của dancer. Xin chào mọi người, vô đây anh. Hi. Hi. How are you? How are you? Hello. Em watch show. Yeah. Thank you so much. You too. Thì em là Xuân Lan, em là bên trưởng nhóm của Ba Sài Gòn Dancer. Thì nhóm của em chuyên về làm quay diễn cho các quán bar tụ điểm. Hôm nay thì cũng có những dancer bài này đến từ Russian là nước Nga thì diễn trong cái hôm nay. Thì em cũng biết anh Tú, em kêu là anh nha, em lịch sự. Thì anh Tú là tại vì anh Tú là biên, lúc trước thì có làm việc với anh Tú rồi đó, là anh Tú là biên đạo cho những bài của sách. Thì em rất là ấn tượng cái bài đó luôn. Thì em cũng không biết là hôm nay em không biết là có nhóm bên Tú diễn luôn. Nói chung là vui á, nhưng mà duyên đúng luôn á. Nói chung là tại vì em thích những cái bài biên đạo của anh luôn. Dạ thì dạ, khi mà anh nghe những cái bài biên đạo đó thì anh cảm thấy là cái anh thích những cái giai điệu, anh thích cái giai điệu của sách á, nó có gì khác của những ca sĩ khác mà anh đã từng biên đạo. Giai điệu của Jack nó như là nó có hơi hướng Việt Nam một chút xíu. Nó rất là khác ca sĩ hiện nay. Bây giờ thì cũng sẽ hướng theo kiểu hiện đại hơn, hướng nước ngoài một chút xíu. Còn Jack thì rất là giữ cái màu sắc Việt Nam của mình. Dạ, thì hôm nay là anh diễn cho ca sĩ nè. Anh diễn cho Lưu Hoàng. Anh diễn cho Lưu Hoàng. Thì hôm nay là mình sẽ có ba cô Tây và một anh Nam Việt dancer diễn ở đây. Thì nói thật là mình không có giỏi tiếng Anh lắm, mình chỉ cần nói tiếng Bồi thôi. Mình cũng ngại khi nói chuyện ở ngoài với cái cô dancer. Thường làm việc đó là mình hay Google dịch để nói chuyện thôi. Thank you.